từ chăm chỉ ơi, trong bài học lần trước chúng mình đã tìm hiểu hai trường hợp đầu tiên của danh động từ và động từ nguyên thể có to rồi. Và trong bài ngày hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu nốt phần còn lại, đó là những trường hợp đặc biệt nha. Bạn bị mất gốc tiếng Anh hoặc tiếng Anh đang rất kém và bạn mong muốn cải thiện điểm số tiếng Anh của mình trên trường. Hoặc đơn giản, bạn đang tìm kiếm một khóa học hiệu quả, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí. Vậy thì khóa học tiếng Anh trung học phổ thông trực tuyến của Elite là dành cho bạn đấy. Khóa học này sẽ cung cấp kiến thức nền tảng của 12 năm học, kèm với rất nhiều bài tập luyện tập và phần giải đề của các thầy cô Elite. Để sở hữu khóa học này, các bạn chỉ cần ấn vào link ở góc trái màn hình hoặc để lại bình luận ở phần mô tả phía bên dưới để nhận khóa học ngay hôm nay kèm với rất nhiều phần quà đặc biệt từ Elite nhé! Rồi, bài học vẫn sẽ được chia làm hai phần. Đầu tiên, đó chính là những động từ mà đi sau đó là danh động từ hoặc động từ nguyên thể có to nhưng nghĩa không hề thay đổi. Và trường hợp thứ hai đó là những động từ nếu đi sau đó là động từ nguyên thể có to hoặc danh động từ thì nghĩa sẽ thay đổi. Nào, chúng ta cùng đi vào trường hợp đầu tiên, đó chính là những động từ theo sau bởi to verb hoặc động từ thêm doing mà nghĩa không thay đổi nhé. Một số động từ đầu tiên trong nhóm động từ cô tạm đặt tên là nhóm chỉ sở thích, đó là love, prefer và hate. Ví dụ nhé, cả hai câu này đều có thể dịch là tôi thích chơi đàn piano. Hoặc ngược lại thì cô sẽ sử dụng động từ hate, sẽ có nghĩa là tôi ghét chơi đàn piano. Một ví dụ nữa với từ prefer nha. Sharon thích không trang điểm đến chỗ làm hơn. Câu này trong tiếng Anh chúng mình sẽ viết như sau. Và nếu cô viết như thế này thì câu vẫn có nghĩa tương tự như vậy nha. Nhóm thứ hai là nhóm bắt đầu và tiếp tục. Chúng ta có các từ là begin, start hoặc continue. Các bạn rất lưu ý là những động từ này có thể theo sau bởi một động từ nguyên thể có to hay là một danh động từ thì nghĩa cũng không thay đổi hoặc có rất ít sự thay đổi nha. Cô lấy một ví dụ này. Khi cô muốn nói câu là trời đã bắt đầu mưa 2 phút trước rồi, cô sẽ viết câu như sau. Hoặc cô cũng có thể hoàn toàn viết như thế này. Rồi chúng ta có thể sử dụng là to rain hoặc raining mà nghĩa của câu cũng không thay đổi lắm nha. Hoặc continue với nghĩa là tiếp tục cũng tương tự như vậy nha. Các bạn có nhớ cụm as if không nhỉ? Nó có nghĩa là như thể là, đi đằng sau là một mệnh đề giả định không có thật đúng không nào? Bạn nào chưa nhớ phần này thì xem ngay lại bài câu điều kiện ngay vào luôn nha. Vậy dù là chúng ta sử dụng với working hoặc to work thì câu đều có thể dịch là họ tiếp tục làm việc như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Ngoài ra chúng ta cũng có cụm can't stand hoặc can't bear có nghĩa là không thể chịu đựng được. Hãy xem ví dụ của cô nhé. Câu này có nghĩa là tôi không thể chịu được việc bị lạnh. Rồi, cùng đi tới phần thứ hai của bài học hôm nay nha. Đó là trường hợp những động từ vẫn có thể đi ngay sau đó là một to verb hoặc một động từ thêm doing, nhưng nghĩa của một trong hai trường hợp này sẽ hoàn toàn thay đổi nhé. Rồi, hãy cùng cô quan sát hai ví dụ sau. I forgot to turn off the computer và I forgot turning off the computer. Mình sẽ dịch câu đầu tiên như thế nào đây? Chà chà, mình có thể hiểu nôm na là tôi đã quên mất phải tắt máy tính rồi. Ý là tôi đã quên chưa tắt máy tính rồi. Đó. Trong khi câu thứ hai, trường hợp thứ hai thì mình dịch như thế nào nhỉ? Các bạn còn nhớ phía trên cô đã nhắc là danh động từ thì mình sẽ hiểu là việc làm gì đó. Rồi, vậy câu thứ hai mình có thể dịch nôm na là tôi đã quên mất cái việc là tắt máy tính rồi. Ý ở đây là tôi đã tắt cái máy tính rồi, nhưng mà tôi quên mất cái việc là tôi đã làm cái việc đó rồi. Ở đây là quên mất cái sự kiện tắt cái máy tính đó trong quá khứ đó. Rồi, các bạn thấy không? Cùng là từ forget, nhưng khi nó đi kèm với verbing và khi nó đi kèm với to verb thì lại mang hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cụ thể chúng ta có thể tóm tắt lại trong cấu trúc như sau. Forget cộng với to verb, tức là quên mất phải làm việc gì, tức là chưa làm việc đó đấy. Còn forget cộng với động từ thêm doing có nghĩa là đã làm việc gì rồi nhưng quên mất. Hãy cùng cô xem tiếp những động từ khác thuộc nhóm này nhé. Chúng mình sẽ có remember. Rồi, remember cộng với lại động từ thêm doing có nghĩa rằng nhớ đã làm việc gì. Hãy xem ví dụ của cô này. Rồi, câu này sẽ có nghĩa là tôi nhớ là đã nộp báo cáo vào ngày hôm qua rồi. Thế còn remember cộng với to verb nghĩa là gì nhỉ? Chính xác, nghĩa là nhớ rằng phải làm việc gì.
Rồi, ví dụ của cô trông na ná câu ở trên nhưng dịch sẽ khác đấy. Nó sẽ là: hãy nhớ nộp bản báo cáo trước thứ 6 nhé. Nghĩa là nhớ rằng phải làm điều gì đó đấy. Rồi, động từ tiếp theo đó chính là regret. Chúng mình sẽ có regret cộng với động từ thêm đuôi ing, nghĩa rằng hối tiếc đã làm việc gì. Rồi, ví dụ của cô đây. Các bạn dịch cho cô nào. Rất dễ đúng không? Tôi hối tiếc vì đã thông báo cho cô ấy tin xấu. Rồi, tức là bây giờ thông báo xong mất rồi đấy, bây giờ bắt đầu mới hối tiếc. Trong khi đó, regret cộng với to verb có nghĩa là hối tiếc phải làm điều gì đó. Rồi, cô có một ví dụ tương đối dài, cô sẽ dịch cho các bạn nhé. Tôi lấy làm tiếc thông báo với bạn rằng chúng tôi không thể chấp nhận đề xuất của bạn được. Được chưa? Rồi, chúng mình chuyển qua động từ tiếp theo nhé. Đó chính là stop. Rồi, stop cộng với động từ thêm đuôi ing có nghĩa là dừng hẳn lạc việc gì đó lại. Rồi, ví dụ của cô này. Anh ấy đã dừng cố gắng để giúp cô ấy nhiều năm về trước. Trong khi đó, stop cộng với to verb có nghĩa là dừng lại để làm gì. Rồi nhé, dừng lại để làm một việc gì. Rồi, ví dụ này. Anh ấy dừng lại để giúp đỡ cô ấy. Các bạn nhớ phân biệt hai trường hợp này nha. Một cái là dừng làm việc gì lại, còn một cái là dừng lại để làm một việc gì đó. Rồi nhé. Rồi, động từ tiếp theo mình có đó chính là need. Need cộng to verb có nghĩa là cần phải làm điều gì đó. Ví dụ của cô có nghĩa là tôi nghĩ rằng cô ấy thực sự cần phải đi bây giờ. Rồi, trong khi đó need cộng với động từ thêm đuôi ing thì sẽ có nghĩa, sẽ có ý nghĩa tương tự giống với cụm, đó chính là need to be cộng với động từ ở dạng phân từ 2 đấy. Rồi hãy xem ví dụ của cô nhé. Đây, ví dụ của cô như thế này. Cô viết hai câu trông khác nhau nhưng nghĩa tương tự, đều có nghĩa là xe cần được sửa. Điều này có nghĩa là need cộng với động từ thêm đuôi ing có nghĩa là cần được làm gì nhé. La la la, chúng mình đến với động từ cuối cùng rồi đây, đó chính là try. Cô rất thích từ này luôn. Nếu mà mình có try cộng với động từ thêm đuôi ing, mình sẽ dịch nó là thử làm việc gì. Ví dụ của cô có nghĩa là thử mở cái hộp này xem. Trong khi đó, try cộng với động từ ở dạng nguyên thể, tức là to verb, thì có nghĩa là cố làm việc gì đó. Câu này sẽ có nghĩa là gì nhỉ? Cố mở cái hộp này xem nào. Chà chà, vậy là cô trò mình vừa đi qua những động từ đặc biệt vừa có thể kết hợp với động từ nguyên thể có to và vừa có thể kết hợp với danh động từ rồi đấy. Rồi, phần kiến thức này sẽ xuất hiện ở cả trong bài thi cũng như trong phần giao tiếp. Vậy nên chúng mình sẽ luyện tập nhiều hơn để nhớ phần kiến thức này thật kỹ nha. Bây giờ các bạn sẽ quan sát những câu sau và đánh dấu tích vào những câu có nghĩa tương đương nhau và đánh dấu gạch chéo vào những câu có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt nhé. Rồi, theo dõi trên bảng sau nha. Hãy cùng cô kiểm tra đáp án nhé. Câu đầu tiên, mình sẽ đánh dấu tích vì hai câu này có nghĩa giống nhau. Mình nhớ là trong bài giảng, cô Trang đã nói là start có thể theo sau bởi động từ nguyên thể có to hay theo sau bởi danh động từ thì nghĩa của nó không có hoặc có rất rất ít sự thay đổi thôi. Cả hai câu này mình đều dịch là họ đã bắt đầu ăn trưa chưa? Rồi, chuyển sang câu thứ hai. Câu thứ hai này thì mình phải đánh dấu gạch chéo vì hai câu mang nghĩa khác nhau này. Chúng mình nhớ là remember cộng với động từ thêm đuôi ing thì là nhớ đã làm gì. Trong khi remember cộng với to verb tức là động từ ở dạng nguyên thể có to thì nghĩa là nhớ là phải làm gì. Rồi, vậy dịch câu thứ nhất chúng ta có tôi nhớ là đã gặp cô ấy ở đâu đó. Còn câu thứ hai lại mang nghĩa là tôi nhớ là phải gặp cô ấy ở đâu đó. Vậy hai câu này mang nghĩa khác nhau rồi. Ok, chuyển sang câu thứ ba này. Câu thứ ba chắc chắn là mình phải đánh dấu gạch chéo rồi vì hai câu cũng mang nghĩa khác nhau luôn. Mình nhớ phần trên cô giảng là try cộng với động từ nguyên thể có to có nghĩa là cố gắng làm điều gì đó. Trong khi đó, try cộng động từ thêm đuôi ing lại có nghĩa là thử làm điều gì đó. Vậy mình thử dịch nha. Câu đầu tiên sẽ có nghĩa là những nhạc sĩ đang cố gắng để sáng tác ra một bài hát mới. Trong khi câu thứ hai mang nghĩa là những nhạc sĩ đang thử sáng tác ra một bài hát mới. Hai câu này về nghĩa là hoàn toàn khác biệt rồi đúng không? Rồi, thử xem câu thứ tư này. Chúng mình sẽ đánh dấu tích luôn vì hai câu này mang nghĩa giống nhau. Chúng mình nhớ là ở ngay câu 1 ấy, mình cũng đã nói về động từ start này rồi. Bây giờ mình sẽ nhớ thêm là có cả động từ begin nữa nha. Start và begin có thể theo sau bởi động từ nguyên thể có to hay theo sau bởi động từ thêm đuôi ing.
thì nghĩa của nó không thay đổi hoặc có rất ít sự thay đổi thôi. Vậy nên chúng ta có thể dịch cả hai câu này là: tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với trò chơi ô chữ này. Rồi, thế này đánh dấu tích cho câu này là hợp lý đúng không? Chà chà, cô thấy rất nhiều bạn làm chính xác rồi đấy, nhưng cũng có một vài bạn làm hơi hơi sai một chút xíu. Nhưng không sao đâu, bài tập tiếp theo đây sẽ giúp các bạn nhớ thêm phần kiến thức này đấy. Hãy xem những câu sau và chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống nhé. Các bạn hãy cùng cô kiểm tra đáp án trên màn hình nhé. Vậy là cô trò mình đã đánh nhanh thắng nhanh chủ điểm về danh động từ và động từ nguyên thể có to rồi. Bây giờ thì dù là gặp bài trắc nghiệm hay gặp bài viết lại câu thì mình cũng không hề sợ hãi về dạng bài, dạng kiến thức này nữa đúng không nào? Các bạn hãy ôn tập kỹ hơn nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại. Bye bye! Bạn bị mất gốc tiếng Anh hoặc tiếng Anh đang rất kém và bạn mong muốn cải thiện điểm số tiếng Anh của mình trên trường, hoặc đơn giản bạn đang tìm kiếm một khóa học hiệu quả, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, vậy thì khóa học tiếng Anh trung học phổ thông trực tuyến của Elite là dành cho bạn đấy. Khóa học này sẽ cung cấp kiến thức nền tảng của 12 năm học, kèm với rất nhiều bài tập luyện tập và phần giải đề của các thầy cô Elite. Để sở hữu khóa học này, các bạn chỉ cần ấn vào link ở góc trái màn hình hoặc để lại bình luận ở phần mô tả phía bên dưới để nhận khóa học ngay hôm nay kèm với rất nhiều phần quà đặc biệt từ Elite nhé.